tại em đã có mặt tại Capo Tô Bắc Ninh, có địa chỉ tại đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Chúc mừng anh chị, đây là phiên bản Mazda CX-5, phiên bản bán chạy nhất và phiên bản 2.0 Premium Active. Với dòng Mazda CX-5 thì hiện tại đang được phân phối với hai cấu hình động cơ là 2.0 và 2.5, lên tới 7 phiên bản thì cũng rất là nhiều lựa chọn trong tầm giá cho anh chị, từ 759 triệu đến 999 triệu đồng. Phiên bản Premium Active này là phiên bản bán rất là chạy và có mức giá niêm yết là 839 triệu đồng thời điểm này. Thì trong video này, với anh chị mà đang có nhu cầu tìm hiểu và lần đầu mua xe thì có thể tham khảo thêm, và em sẽ review chi tiết những cái điểm nổi trội để nó trở thành một cái best seller của dòng CX-5. Với phần ngoại thất, đặc biệt là phần đầu xe thì sẽ có một chiếc logo 3D đi kèm một gói an toàn bao gồm như là phanh radar, cảnh báo lệch phần đường này, cam 360, và chúng ta thấy mặt ca lăng của CX-5 phiên bản Premium này cũng rất là đẹp rồi. Với CX-5 chúng ta sẽ có những cái họa tiết sọc ngang, CX-8 chúng ta sẽ sọc dọc. Ngoài ra thì có một thanh chrome to bản rất là đẹp. Phần cảm biến trước này, cản trước thì sau phiên bản cũ đã được làm lại mới hoàn toàn rồi. Đấy. Cái thiết kế của CX-5 thì vẫn mang những thiết kế ô đô và được duy trì rất nhiều năm rồi. Nó cũng là một chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên thì với cá nhân em thì mẫu thiết kế này rất bắt mắt, rất là đẹp. Được cải tiến, nâng cấp qua từng năm và lắng nghe cái phản hồi khách hàng và nâng cấp một cách nó hợp lý và đẹp hơn. Về phần đèn thì toàn bộ các phiên bản CX-5 thì đều được sử dụng là đèn full LED nhé, và chung bóng pha cốt. Ngoài ra chúng ta vẫn có đèn định vị ban ngày ở đây. Về phần mâm xe thì mâm và lốp trên Mazda CX-5 có thể trang bị mâm phay cắt và kích thước mâm là 19 inch nhé. Mâm này thì được trang bị trên 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium. Với phiên bản Sport thì chúng ta sẽ có một mâm đen hoàn toàn, và với gói tùy chọn Exclusive thì sẽ là một mâm bản đẹp hơn và sang trọng hơn. Ở phần thân xe thì gương chiếu hậu được tích hợp vào xi nhan gió rẽ này, gập gương tự động chỉnh điện. Ngoài ra thì với phiên bản Active chúng ta sẽ có cam 360 con xe này, có sấy gương kính trước, kính sau, cả gương chiếu hậu đó. Xe vẫn trang bị đóng cửa thông minh, khóa mở nút bấm. Rất tiếc một chút là bậc lên xuống thì được trang bị ở trên xe tám, tuy nhiên thì chúng ta không có bậc lên xuống. Về phần cốp xe thì CX-5 bản của em như vậy, bên em được trang bị cốp chỉnh điện có điều chỉnh độ cao, nhớ độ cao khi mà mình cái chiều cao của gara có thể hạn chế một chút thì điều chỉnh độ cao của phần mở cốp ạ. Tích thước cốp thì dung tích cốp dao động vào khoảng 442 lít, thì cá nhân em đánh giá thì đây là một chiếc cốp phải nói là rất là hợp lý. Cái độ rộng của cốp này, cái tiện ích đi kèm ví dụ chiêng ăn cốp này, thì mình có để rất nhiều đồ. Ngoài ra thì cốp vẫn được trang bị cả đá cốp rảnh tay thông minh. Động cơ 154 mã nhỉ? Về phần động cơ thì Mazda CX-5 được trang bị động cơ là 2.0 Skyactiv-G. Động cơ nổi tiếng và thương hiệu của Mazda, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra thì với công suất mang lại 154 mã lực với mô men xoắn là 200 Nm, đi kèm đó là một số 6 cấp thì ở đây là điểm cộng rất lớn, vì đa phần khách hàng Việt Nam thì cũng thích cái độc số chỉ số tự nhiên chứ không quá là chuộng, và thích sử dụng số CVT ở trên những mẫu xe cao cấp tiền tỷ như này. Thì khoang động cơ thì được bố trí rất là hợp lý, đi kèm với đó thì là mình có cái phần chắn gầm, chắn chuột, nó cách âm thì làm rất là tốt.
trên Mazda. Phần nội thất của Mazda CX-5 phiên bản Premium thì chúng ta được trang bị một màn hình trung tâm 7 inch. Chúng ta được trang bị một màn hình trung tâm 7 inch và màn hình giải trí có kích thước 8 inch. Ngoài ra thì trên vô lăng cũng được tích hợp rất nhiều công nghệ. Chúng ta có thể thấy là phía bên trái mình thì sẽ là điều chỉnh âm lượng, đàn thoại cầm tay này. Bên phải thì sẽ là những cái tính năng an toàn trong gói an toàn, ví dụ như là Adaptive Cruise Control, nó sẽ khoảng cách với xe phía trước, Cruise Control, cách cộng cách trừ, giữ chân ga tự động. Ngoài ra chúng ta có lệch làn đường và giới hạn tốc độ lên. Đèn và gạt mưa thì cũng cơ bản giống các xe phổ biến thôi. Ở đây chúng ta sẽ có thêm trang bị là sửa vô lăng nhé. Đây là nút sửa vô lăng, làm mát và sửa ghế, hai ghế lái và ghế phụ, điều hòa lấy gió trong, sấy gương sấy kính ạ. Điều hòa được trang bị ở trên phiên bản CX-5 Premium thì bên em trang bị điều hòa tự động và là điều hòa hai vùng độc lập nhé. Đó. Đây mình tắt bật một vùng hai vùng bằng cách về phần mặt điều khiển thì trên CX-5 bắt đầu từ phiên bản thấp nhất, bản Deluxe cũng đã được trang bị phanh tay điện tử và auto hold. Ngoài ra thì các phiên bản của Mazda thì vẫn luôn nổi tiếng với nút command, nút điều khiển và nút điều chỉnh âm lượng ngay bên cạnh, thì cái này nó rất là tiện ích cho khách hàng khi mà tập trung lái xe và không quá phân tâm vào cái điều chỉnh ở trên màn hình. Bệ đi tay và các cổng kết nối thì đều được trang bị rất là đầy đủ. Chúng ta có một cổng USB, hai cổng USB kết nối ở đây. Về cơ bản là rất thoải mái. Trên xe thì được trang bị hai chế độ lái là Normal và Sport, thì mình có thể điều chỉnh hai chế độ này. Đó. Các phím điều chỉnh cơ bản. TCS thì là hệ thống trơn trượt của Mazda CX-5, tắt bật hệ thống giữ làn đường, tắt bật hệ thống iStop, cái này là dừng chờ thông minh, K360 và tắt bật cảm biến bên xe. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một nút mở cốp để phăng người lái, ngoài phương pháp là đá cốp anh em vừa giới thiệu. Trên Mazda CX-5 thì chúng ta được trang bị 10 lavabo và cực tốt để có cục trần phía đằng sau xe nhé. Cái này thì điểm rất ăn điểm với một người có chiều cao 18 em thì hàng thứ hai của hàng thứ năm nói là rất là rộng, với chiều dài cơ sở lên tới 2m7. Chúng ta có một chiếc xe rất là hợp lý, rộng rãi. Ngoài ra thì có đủ cửa gió điều hòa thứ hai, bệ cầm tay kết nối. Với những anh chị khách hàng có nhu cầu vay mua trả góp thì lãi suất cho vay ô tô hiện nay cũng đang rất là hợp lý. Mức trung bình khi mà anh chị có những cái chứng minh thu nhập, chứng minh tài chính ở mức tốt thì mình có thể lựa chọn những ngân hàng của Hàn Quốc như là Shinhan hoặc Woori. Mức lãi suất có thể thay đổi theo thời điểm, tuy nhiên thì trung bình hiện nay là 7-8% một năm. Và chúng ta có thể lựa chọn gói cố định lãi suất tùy vào từng thời gian. Và với anh chị mà khó khăn hơn một chút và cần hỗ trợ về chứng minh tài chính thì mình có thể lựa chọn một số ngân hàng thương mại cổ phần. Là mức lãi suất thường được hỗ trợ trong vòng 1 năm đầu và thả nổi từ năm thứ 2. Thời gian vay chúng ta phải vay từ 3 năm đến 7 năm và mức vay tối đa là 80% giá trị xe. Đó thì cụ thể về cái ngân hàng trả góp thì anh chị có thể liên hệ qua hotline đơn đính kèm cho mình bên em để được tư vấn và hỗ trợ lựa chọn ngân hàng hợp lý nhất nhé. Vừa rồi em đã giới thiệu nhanh qua Mazda CX-5 phiên bản Premium Active. Với các phiên bản lựa chọn còn lại có thể liên hệ trực tiếp qua showroom và hotline đang được kèm trên hình giúp em để có được tư vấn cũng như là cân đối tham khảo các mẫu xe hợp lý nhất so với nhu cầu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.